Năm mới cùng Tiger Beer. Mừng xuân Kỷ Sửu, đến công viên nước Đầm Sen trong những ngày đầu xuân, không những quý khách được thưởng thức chương trình ca múa nhạc thời trang đặc sắc mà bạn còn có cơ hội mang về nhiều xe Honda E-Black, TV LCD 32 inch, máy giặt, tủ lạnh trong chương trình khuyến mãi. Đi Đầm Sen nước rất lọc về nhà với tổng trị giá hơn 300 triệu. Đi vào vòng xoay và ai vào giao lộ trước đi trước, ai vào sau đi sau, đừng lớn tiếng.